chào tất cả các anh em, lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. Cái lý do tại sao thời gian vừa rồi mình không ra nhiều video bởi vì rất đơn giản, mình phải ưu tiên tập trung cho công việc của mình, do đó là những cái gì mà đơn giản thôi, cái gì đang nuôi cho mình ăn đó thì mình phải ưu tiên trước, còn những cái gì mà gọi là về đam mê thì tạm thời phải để lại một bên. Sau đó là sau một khoảng một thời gian thì khi mà có thời gian rảnh thì mình sẽ quay lại. Thực sự ngày hôm nay thì mình vẫn chưa phải là hoàn toàn free, nhưng bởi vì là lâu lâu không làm video thì cảm thấy ngứa chân ngứa tay, sau đó là cái video này mình hôm nay thì thực sự là mình cũng chưa hề có kịch bản. Nội dung là gì thì tất nhiên lát nữa mọi người sẽ biết. Có thể các anh em đang thấy nhạc như là tại sao không phải là cái background cũ, thì cũng nói qua một chút, hôm qua ở Hà Nội có một cơn mưa rất là to và nó đã làm hỏng cái background đó của mình. Do đó ngày hôm nay mình bắt buộc mình phải sử dụng cái bộ collection của mình để làm background cho quay video. Ở đây thì anh em để xin mời các anh em ngó qua thôi. Thực ra cũng không phải có cái gì chai nào quá đặc biệt. Đa phần của mình thì là những chai gọi là giá mềm, đắt tiền thì không nhiều lắm. Mà mình đối với mình thì rẻ tiền hay đắt tiền thì nó không quan trọng, cứ miễn là mình thấy thích, mình ok thì là mình mua, chứ không phải là cứ phải là toàn bộ là những cái chai xịn đó. Để nói lại một chút, đó là cái thời gian vừa rồi có thể là mình không ra video để phục vụ cho các anh em, nhưng mà không nghĩa là mình không để ý nước hoa đó. Khoe với các anh em một vài chai thời gian vừa rồi mình đã quất được, ví dụ như là Y by Yves Saint Laurent, bản này của mình là bản Eau de Parfum đó, hoặc là Cartier Le Blazer du Dragon. Cái chai này nếu mà dịch tạm thành tiếng Việt nó là nụ hôn của rồng. Mùi chai này rất là hay, mặc dù nó là cho nữ thế nhưng mà nam có thể dùng được, và nó mùi hương này phải gọi là rất là ma mị, và không phải là ai cũng cảm thấy thích thú mùi hương này đó. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một, đối với mình là một siêu phẩm Landulum. Cái điểm đặc biệt nhất của chai nước hoa này đó là nó có cái số batch được sản xuất vào năm 2013 đó. Cái batch này của nó còn cũ hơn cả cái chai mình đang có. Cái chai của mình đang có là vào năm 2015, nhưng cái chai này của mình là vào năm 2013. Thì mình vẫn đã từng nói với mọi người là mình rất là hâm mộ Landulum. Do đó để mình bỏ tiền ra mua một chai ví dụ MFK mình còn có thể suy nghĩ, hoặc là một sản phẩm của nhạc Tweet thì có thể mình còn suy nghĩ, nhưng với Landulum thì mình bất cứ khi nào mình tìm một cái phiên bản cũ thì mình đều không phải lăn tăn, kể cả là ngày mai phải ăn mì tôm, xác định là phải quất cho bằng được đó. Và mình rất là hài lòng với phiên bản này, rất là ok. Nói lan man từ nãy đến giờ khá là nhiều rồi, cũng phải quay lại chủ đề chính của video này. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện về nhà Creed, nhưng mình không phải là mình đánh giá về những cái sản phẩm của nhà Creed, mà trong những cái nhà nước hoa niche thì nhà Creed này là một cái nhà nước hoa mà có cái sự gọi là tranh cãi khá là nhiều về chất lượng. Có những người thì rất là fan của những sản phẩm của nhà nước hoa này, và có những người đánh giá là nó, có nghĩa là nó hơi bị over đó, bị đánh giá hơi quá. Đối với mình thì mình đứng ở phía thứ hai, đó là những sản phẩm của nhà nước hoa này bị đánh giá hơi quá, ngoại trừ Creed Aventus là có thể gọi là ok. Còn những cái chai mình được thẩm qua thì nó không phải là chán, nhưng nó không phải là một cái gì đó cực kỳ xuất sắc, chỉ gọi là dạng tốt thôi. Mà đã tốt thì nhà nước hoa nào cũng có những cái chai kiểu dạng như thế. Thế thì cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ nói qua một số những cái sản phẩm mình tạm gọi là những, có những cái mùi clone với những sản phẩm của nhà Creed, với những giá mềm hơn, dễ mua hơn. Bởi vì là thực tế thì có rất nhiều anh em thích cái mùi hương của nhà Creed, nhưng không phải ai cũng có đủ tiềm lực tài chính để có thể quất được một em về. Theo đó ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một số chai mà có cái mùi hương, có những cái nét tương đồng với một số sản phẩm của nhà Creed. Thì hy vọng là các anh em có thể dựa vào đó để tham khảo
mua để mà dùng đó. Mùi hương nó cũng có nét tương đồng với giá mềm hơn thì nó cũng rất đáng để chúng ta có thể khênh về. Đúng. Sản phẩm đầu tiên mình muốn nói đến thì tất nhiên rồi, đó phải là Creed Aventus. Nó có thể gọi là đầu tàu, là một dạng flagship của nhà Creed, với hàng tá, hàng trăm những số batch đó, nhiều khói, nhiều dứa, ít dứa, nhiều khói, vân vân rất là nhiều. Và đến bây giờ thì mình nhớ là cái thời điểm 2015, 2016 gì đấy, một giá một chai Creed chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 3 triệu đó gần. Thế nhưng đến bây giờ thì theo như mình nhớ hôm trước mình hỏi, nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu 2, nghĩa là cái giá của nó bây giờ đang bị vênh lên rất là nhiều. Và mọi người cũng đều biết là nó được đi song hành với các số batch của Creed Aventus thì cũng phải đến hơn chục chai, bởi vì tầm gần 20 chai mà được gọi là clone của mùi hương này, ví dụ như là Armagh Club Blue Intense, Zara Rich Leather, Mont Blanc Explorer này là cái bản 2019 này được đánh giá là giống với Creed Aventus, vân vân rất là nhiều. Thì cái chai nước hoa hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em nó rất là cũ thôi, nói đến rất là nhiều rồi, đó là Mancera Cetrus Boys. Cái đặc điểm, cái lý do mình đánh giá đây là chai nước hoa mà xứng đáng để mua, mặc dù là có thể gọi là clone hoặc là cái gì đó tùy theo cái định nghĩa của mỗi người, nhưng đối với mình thì đây là một chai nước hoa ở một cái cách nào đó, ở một cái dịp sử dụng nào đó, nó hoàn toàn có thể đương tự và thậm chí là lấn át so với Creed Aventus mà mình đã có một cái video so sánh để các anh em có thể tham khảo lại. Thì đối với cá nhân của mình, đây là cái mùi hương ví dụ như trong một cái dịp đông người party nào đó chẳng hạn, thì Mancera này nó hoàn toàn có thể lấn át được Creed Aventus, cái mùi hương ngọt ngào sexy đó. Thì cái chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho anh em có cái mùi hương có thể gọi là clone đi đó, so với Creed Aventus, đó là Mancera Cetrus Boys, với mức giá mềm hơn, dễ mua hơn. Và trong một cái thời điểm sử dụng, nếu như các bạn biết chọn đúng thì nó hoàn toàn có thể được đánh giá cao hơn so với Creed Aventus. Chai nước hoa tiếp theo đó là Creed Santer, một cái mùi hương gỗ phương Đông. Mặc dù đây là chai nước hoa của unisex, thế nhưng mà mình thấy hiếm bạn gái nào sử dụng chai nước hoa này, mà đa phần là chỉ dành cho nam. Một cái mùi hương gỗ khá là già dặn, và nó mình nghĩ là không hợp, quá hợp với các anh em nào mà đã ở tuổi teen đó. Và chai nước hoa mà có cái nét tương đồng nhưng trẻ trung hơn, sexy hơn, và nó có cái nét gì đó lãng mạn hơn, và cái đặc điểm quan trọng nhất đó là giá thành rẻ hơn, thì ở đây mình muốn giới thiệu đến cho các em Montblanc Individual. Chai nước hoa này rất là cũ rồi, mình đã nói rất là nhiều lần, nhưng mà tiện ngay cái video này mình xin nhắc lại. Thì cái điểm hay nhất của cái chai Montblanc này khi mà các anh em xịt, nó đúng như với cái tên của nó, Individual, có nghĩa là nó luôn thoát ẩn thoát hiện đó, nó không phải lúc nào nó cũng ào ra, và mà đổi lại thì nó có thể đang không cảm thấy mùi hương của nó, nhưng tự dưng nó hiện lên và nó lại mất đi. Đấy là cái mà mình cảm nhận chung của một số người bạn mình khi sử dụng mùi hương của Montblanc Individual này. Và nó cũng mình nhớ là mình đã có một cái video đánh giá mùi hương của này, thì các anh em đều rất là thích cái sản phẩm của nhà Montblanc đó. Thì nếu như anh em nào thích cái mùi hương của Creed Santer thì hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa của Montblanc này. Cái sản phẩm thứ hai của nhà Creed mình muốn nói đến đó là Creed Silver Mountain Water. Một cái mùi hương các anh em nghe tên thôi mọi người cũng có thể hình dung ra được mùi hương như thế nào. Mới bắt đầu là một mùi hương của quả quýt đó, rất là dễ chịu. Sau đó thì nó mang một cái gì đó nó khá là tươi mát. Mặc dù nhưng có một cái điều khá đáng tiếc là cái mùi hương này, mặc dù cái tên là Silver Mountain Water, nhưng mình cảm giác nó không hợp với mùa hè ở Việt Nam của mình. Và mình nghĩ là nó nên vào cái tầm bắt đầu hơi chớm thu đó, và cái thời điểm lúc đó thời tiết nó không quá là mát, không quá là nóng, thì xịt cái mùi hương của chai nước hoa Creed Silver Mountain Water này rất là hợp lý. Cái mùi hương này thì khó có thể gọi nó là cái mùi hương nam tính, nhưng
thứ nhất là nó dễ dùng, cũng có một nét thì nó trẻ trung, không hẳn là nam tính, không hẳn là manly, nhưng mà đổi lại thì nó dễ ngửi, nó dễ chịu đó. Nhưng mà có một cái là mặc giống như những cái sản phẩm khác của nhà Creed thì cái chai nước hoa này nó có mức giá không hề dễ chịu, chắc mình nghĩ là giờ nó rơi khoảng tầm 4 triệu gì đấy, gần sấp xỉ 4 triệu. Và không phải anh em nào cũng mặc dù thích mùi hương này chẳng hạn, nhưng không phải anh em nào có đủ tiền để mà mua. Vậy thì chai nước hoa nào mà mọi người có thể mua thay thế để sử dụng? Thì ở đây mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là chai Amap TV Clubhouse. Cái chai này mình chỉ có chiết thôi chứ mình không có gốc. Để nói về mùi hương này thì có một cái giai thoại mình đã được nghe, đó là mình, cái này là mình xin nói trước là mình chỉ nghe lại chứ mình không hề có một kết luận gì đó. Đó là khi mà bán chiết ấy, thì nếu như mà anh em nào mà lần đầu chưa được ngửi kỹ cái mùi hương của Simon Morton này này, cũng có một cái giai thoại đó là đã sử dụng mùi hương của chai The V Clubhouse này để đổi bán chiết. Đó, ý là tem là ghi Simon Morton Water nhưng bên trong nó là The V Clubhouse đó. Một dạng như kiểu hồn chương ba ra hàng thịt đấy. Thì cái này mình chỉ nghe thôi chứ mình cũng chưa bao giờ mình được chứng kiến trực tiếp, và cũng gọi là xác định có một cái gì bằng chứng để mà xác thực. Cái này nó giống như kiểu gì gọi là giai thoại, có kiểu như thế. Thế nhưng mà ý cái câu chuyện này ở đây có nghĩa là cái gì? Cái mùi hương này có thể giống nhau đến 99.99%. Và các anh em khi mà mới ngửi lần đầu thì thực sự để mà phân biệt được nó không phải là một... Tất nhiên là mình ngửi kỹ thì mình sẽ vẫn phát hiện ra. Thế nhưng mà ngửi xịt và ngửi thì có thể gọi là anh em ruột luôn, không hề có một cái sự gì khác biệt quá lớn đó. Thì thay vì bỏ ra một cái số tiền gần 4 triệu để mua một chai nước hoa Creed thì các anh em có thể bỏ ra, cái này chắc chỉ khoảng gần 1 triệu thôi, để mua một sản phẩm mùi hương tương tự đó, 99.99% thì nó cũng đáng để chúng ta mua để sử dụng, thay vì bỏ ra một số tiền rất là lớn. The B Club House. Okay. Cuối cùng đó là Creed Himalaya. Anh em nghe tên thì biết rồi, mùi hương rất là trong trẻo, dễ chịu. Có thể không phải là một cái mùi hương đột phá, nhưng mà nó rất là dễ chịu khi mà ngửi. Và cũng cùng giống với tình trạng của Creed Simple Mountain Water, giá của chai nước hoa này cũng không hề là dễ mua đó. Vậy thì chai nước hoa nào có mùi hương tương đồng và giá rẻ hơn? Ở đây mình muốn giới thiệu đến cho anh em Pack Urban Excess. Chai nước hoa này trên các cái diễn đàn như Fragrancy Car chẳng hạn đó, thì mọi người đều đánh giá nó có cái nét tương đồng với, rất rất giống với Creed Himalaya. Và điểm thứ hai mình muốn nói đến đó là giữa chai này và chai Creed Himalaya thì mình không biết là ai clone ai, bởi vì nếu như xét về năm sản xuất ra đời thì chai bản này của mình là bản 2019, nhưng cái phiên bản cũ của nó được ra đời vào năm 1994, có nghĩa là nó còn ra trước cả cái bản Creed Himalaya này cũng cơ số năm rồi đó. Thế nhưng quay lại cái mùi hương của chai nước hoa này thì trên diễn đàn Fragrantica mọi người đều luôn đánh giá chai nước hoa này có cái nét tương đồng với sản phẩm của nhà Creed. Mùi hương rất là, nói chung nó không phải là độc đáo, nó không phải là xuất sắc, thế nhưng dễ chịu và cũng khá là đa dụng đó, mùi hương của Park Urban Excess này. Thì vừa xong mình đã giới thiệu cho các anh em một vài chai nước hoa có cái nét tương đồng với các cái sản phẩm của nhà Creed và với cái mức giá nó mềm hơn, nó dễ mua hơn. Thì mình rất là hy vọng các anh em, đặc biệt là những bạn nào mà có cái điều kiện kinh tế nó không là quá là mạnh, hoàn toàn các anh em có thể lựa chọn những cái sản phẩm trên để mà mua sử dụng với cái mong muốn là cái mùi hương nó cũng sang chảnh và cũng không dễ để bị đựng hàng đó. Thì video của mình đến đây là hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như anh em cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.